một thiếu nữa chút xíu ạ. Trước tiên thì chúng tôi cũng xin thay mặt cho cháu xin cảm ơn tất cả quý vị cha bác, ông bà nội ngoại đôi bên, tất cả những người rất là thân yêu hôm nay trong tình yêu ngày được đón dâu cháu sẽ về nhà mới để làm tôi tiên tổ mới. Và hôm nay trong cái bầu khí chúc thân thương trong gia đình này, một lần nữa xin được kính chào tất cả quý ông quý bà và xin chào lại tất cả quý vị và quý ông. Quý vị nhà gái, tôi đại diện cho họ nhà trai xin có lời phát biểu. Trước hết xin có lời chào đến toàn thể các quý vị, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị, qua sự tìm hiểu của hai cháu đã được Thiên Chúa xem định cho hai cháu làm bạn trăm năm với nhau, và đã được hai bên gia đình cũng như hai dòng họ thống nhất ngày hôm nay gia đình ông bà ông Trùng Phương và họ nhà trai chúng tôi có tổ chức đại diện phái đoàn của nhà trai đến xin phép các cố ông cố bà cũng như ông bà ông Trùng Việt xin cho cháu chúng tôi, cháu dâu của chúng tôi được về chung sống với cháu Thành để xây dựng một gia đình mới, và đồng thời cũng làm dâu ông bà ông Trùng Phương, làm con cháu trong dòng họ. Vậy thì hôm nay phái đoàn của chúng họ nhà trai chúng tôi đến xin cháu về để tổ chức cái buổi lễ thành hôn tại nhà ông bà ông Trùng Phương. Thì chúng tôi hôm nay cũng theo tục lệ của cha ông chúng ta để làm, thì chúng tôi cũng có lễ vật mang đến để chỉnh với quý họ nhà gái xin phép để cho chúng tôi được đón cháu về. Thì lễ vật của chúng tôi chỉ còn có cơ dầu và bánh rượu, trà thuốc và trái cây cùng một mâm xôi bún gà, đó là cái lễ vật để chúng tôi được sự kính dâng lên các cố tiền nhân, các cụ ông cụ bà cũng toàn thể quý họ nhà gái. Chúng tôi xin được đón cháu về làm dâu trong dòng họ. Tuy nhiên lễ vật của chúng tôi nó cũng rất là đơn sơ, nhưng chúng tôi cũng xin được gửi gắm tất cả những tình cảm đặc biệt nhất của họ nhà trai chúng tôi gửi gắm trong cái lễ vật này, để xin mong ông đại diện cũng như quý họ nhà gái chấp nhận cho họ nhà trai chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn về đại diện Nam Tộc cũng như tất cả quý ông bà chú bác rất thân thương trong Nam Tộc, tình yêu thương đã tạo mọi điều kiện hai bên gia đình lo liệu cho các cháu từ đầu tới giờ. Có lẽ là ơn Chúa Đức Mẹ đã ban rất nhiều ơn niềm vui của các cháu và niềm vui của hai bên dòng tộc của chúng ta, từ tình yêu của Chúa ban, tình yêu của các cháu nối kết lại cái tình thân thương giữa hai gia đình thông gia. Và chúng tôi nữa là những người ở xa hôm nay được về đây chứng kiến trong cái buổi đón dâu này thật là hết sức là hạnh phúc. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng vị đại diện cũng như là phái đoàn Nam Tộc đã dành tất cả những gì ưu ái nhất, đây là những lễ vật, mặc dù đây là những sản phẩm Chúa ban để làm đẹp, nhưng mà đã nói lên tấm lòng yêu thương đó. Và chúng tôi giờ đây xin cảm ơn và xin chấp nhận để xin để cháu về làm dâu tiên tổ, làm vợ của anh Thành, làm dâu của gia đình và làm con cháu. Mong rằng các vị cũng yêu thương và chỉ bảo các cháu để các cháu mỗi ngày được tiến triển tốt đẹp hơn trong hôn nhân. Đi chậm nhỉ? Kính thưa quý vị là cha bác của ban bên trong nhị tộc á,
Hôm nay nhìn thấy rằng các em cùng nhìn thấy cũng vẻ hơi buồn buồn, bởi vì đây là một cái người con gái mà yêu quý, yêu quý thì coi như là con gái thì gắn bó với cha nhiều ạ. Và có lẽ là không biết là ở đây có cái xin là chào cháu là thế là xin đại diện để nhận cháu ở hoàng anh. Thì là bố nói chi với con không? Nói gì tí đi. Chào một hai. Khi mẹ cháu nữa. Vâng, trước hết cho con xin được chào hai vị đại diện cũng như là toàn thể quý cụ ông, cụ bà, anh chị em và gia đình chúng con. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt của con gái con. Nên xe hoa. Từ ngày hôm nay ba trao con gái của ba cho con. Ba mong con sẽ đối xử tốt với con gái của ba. Từ từ trước đến giờ ba từng đối xử với con gái của ba. À, họ cho chào cái tay luôn. Bữa này á, bữa này coi như chủ việc là cổ động quá, cảm động quá hả ạ? Không phải lần đầu tiên thôi. À thôi thì có lẽ là trong tâm tình cũng muốn nói nhiều đúng không ạ? Nhưng mà cháu có lẽ cảm động. Rồi hai cháu cũng vậy nữa. Hai đứa con cũng cảm động, không thấy rồi. Mà thôi thì chắc chắn là các cháu sẽ hứa rằng các cháu sẽ yêu thương nhau. Bởi vì cái cây hạnh phúc Chúa trao ban, các cháu sẽ chăm bón và tưới để cho cây hạnh phúc này chuyển nở, tỏa ra những hương thơm. Và những hương thơm này sẽ làm cho các cháu vui. Không những các cháu vui, cha mẹ các cháu vui, mà cả hai bên dòng tộc đều vui cả. Nếu các cháu không chăm bón, cái cây này nó héo đi, nó sẽ toát ra một cái mùi hương làm buồn lòng tất cả mọi người nghe. Thôi, còn bây giờ đây coi như cũng xin trao lại cái thời giờ cho vị đại diện ban tập ạ. Vâng, kính thưa các cô ông bố bà cùng toàn thể hai họ, đã được sự đồng ý của ông đại diện cũng như là quý hội nhà gái cũng như ông bà ông chủ viện cho phép họ nhà trai chúng tôi được đón cháu về để làm dâu ông bà ông Tùng Phương, dâu tiên tổ. Và đồng thời hôm nay là chúng tôi có tổ chức cái buổi lễ thành hôn mừng hạnh phúc trong năm cho hai cháu. Thì bây giờ chúng tôi xin phép được đón cháu về tổ chức bên gia đình ông bà ông Tùng Phương. Đồng thời chúng tôi cũng xin được kính mời các bố ông bố bà cùng toàn thể anh em cha bác họ nhà gái cùng tháp tùng với đoàn đón dâu của chúng tôi về bên họ nhà trai của chúng tôi để tổ chức cái buổi lễ thành hôn cho hai cháu cho được thêm phần long trọng, được vui vẻ hân khởi hơn. Thì chúng tôi xin kính mời các quý vị cùng đi với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
từ từ đi, từ từ bước đi để cho bố của làm người gái để bố đây mời các cô, các ông, các bà ta an tọa, an tọa mời nước ạ. Các cô hồng cô bà, trước hết là con xin được kính chào cha Asio, kính thưa các cô hồng cô bà cùng toàn thể quan viên hai thượng dòng họ. Hôm nay là ngày gia đình ông bà trùng phương cũng như họ nhà trai chúng tôi được đón cháu dâu về để làm con cháu trong dòng họ. Hôm nay là chính thức
nghi thức lễ gia tiên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Này Chúa Giêsu, bà mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Này Chúa, con đã dâng hết tất cả con cháu chúng con cho Chúa, hàng ngày hàng giờ mà hôm nay Chúa đã thương nhận lời chúng con đã dâng lên cho Chúa. Biết qua bao những ngày giờ năm tháng của con cháu chúng con mà hôm nay Chúa đã nhận lời và đã ban cho con cháu chúng con đã trưởng thành, đã trở nên một người, một gia đình mới trước mặt Chúa, trước mặt giáo hội. Bây giờ đây chúng con xin được cảm tạ và tri ân Chúa. Này Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Xin mời ca đoàn hát để tạ ơn Thiên Chúa. Đời con cảm tạ ơn Chúa, đến buồn bề con người khen danh Chúa, buồn buồn bề con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn người. Vì tình thương bao la Chúa nâng đỡ con như của ngoại tuôn đỡ. Đến nghi thức cầu cho cha mẹ. Công đức sinh thành, công nuôi dưỡng dục. Hôm nay các con đã trở nên một gia đình mới trước mặt Chúa, trước mặt giáo hội. Các con biết những công đức sinh thành của cha mẹ các con, hôm nay các con dâng lên Chúa bằng một lời ca để cầu cho cha mẹ. Xin Chúa chúc lành cho gia đình được sức khỏe và được niềm vui trong đời sống hàng ngày, dâng lên cho Chúa để sống đẹp lòng Chúa hàng ngày. Xin ca đoàn cất bài ca cầu cho cha mẹ. Con đã đời có mẹ cha là trời cao, từng ngày con là con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà, nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ, con ghi nhớ công muôn lời ca. Xin ơn trên đồ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái đâm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình,
sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Giờ đến phần cầu cho tổ tiên. Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ có tông, có ông có bà, có mẹ có cha. Giờ đây chúng ta là những người con cháu, phải ghi nhớ đến công ơn của ông bà cha mẹ để thắp lên một nén hương và cầu cho ông bà một kinh trong ngày hôm nay. Hai con sẽ cầm một nén hương, mỗi con cầm một nén hương rồi hai con đứng hai bên đi, thì bố đứng ở giữa. Rồi xin ca đoàn để hát lời ca để cầu cho tổ tiên. Ia chúc này cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con xin đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho con thăm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan, an vui cũng như đau buồn, tốt đẹp như lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Cõi đời lớn lên rồi, ra đi tung cánh mây đời. Dù xa vô bờ, vẫn nhờ tấm lòng mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan. Rồi, con vái ba vái để chúng ta thắp. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vâng, xin mời các quý an tọa. Rồi, cảm ơn bạn đấy là chứng đưa chuyển đến hình luôn ạ. Bạn đi sát nào bà ơi. Đúng rồi, bà cầm tay cô đâu rồi. Cảm ơn ông mới sát nào đâu. Rồi. Rồi, xin mời bà ngoại. Rồi, tiếp đến là tiếp đến chú tổng của Nga này. Đây. Đâu? Đây cô có chú tổng. Hai cháu nhá. Hai con. À cô mời cô đứng lại chung chung rồi mình luôn cô ơi. Đúng rồi. Hai ba. Rồi, tiếp chú Thím Phong. Bà đâu vừa đấy, bà ngoài vừa đấy đi. Đeo nhẫn rồi. Cái không gian nó hơi chậm tí, các cụ thông cảm.
Rồi tiếp chú thím năm này. Rồi, rồi. Sơn. Rồi, chú thím năm luôn. Rồi. Rồi. Chú Khải Xuân lên. Rồi đến anh Trung của chú rể. À, em Trang chuẩn bị, em Trang chú rể chuẩn bị. Rồi nay em Trang này, em Trang tặng cho anh này. À. Rồi tiếp theo bên ngoài nha. Tiếp theo 2 người 1. Ờ. 2 người lên. Rồi đến Bắc Giang này. Đi Bắc Giang. Rồi. Rồi Bắc Hoàng. Rồi 2 3. Bắc Hoàng qua lượt đường con. Bắc Hoàng à. Và đây là Dì Vi. Dì Vi. Rồi dì Hạnh tiếp nha. Dì Hạnh. Rồi đến cô Hương. Cô Hương. Rồi. Hãy mời ra ngoài uống nước. Ra ngoài kia. Ở chỗ đó là bát này.
cân cái máy này khác nữa. Cái gimbal này không ấy được. Ờ, nó phải là cái gimbal to. Mời quý thưa quý vị, để buổi lễ tân hôn của chú rể Tiến Thành, chính duyên cùng cô dâu Huyền Trúc được diễn ra và đúng giờ hơn. Một lần nữa thay lời đến từ gia đình cùng với ban tổ chức, chúng tôi xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị, quan khách, bạn bè thân hữu gần xa của gia đình đã đến với tư gia hội nhà trai buổi trưa ngày hôm nay để chúc mừng cho buổi lễ tân hôn của chú rể Tiến Thành, chính duyên cùng cô dâu Huyền Trúc. Xin mời quý vị nào còn ở phía ngoài, chúng ta hãy nhanh chóng di chuyển vào phía trong ổn định bàn tiệc. Một lần nữa gia đình của chúng tôi xin được trân trọng kính mời và chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu quý đại diện và nhà trai sẽ tiến về sân khấu làm khách của anh trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời quan viên đại học cùng toàn thể quý khách. Hôm nay ông bà ông Trùng Phương tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Ông bà ông Trùng Phương cũng có tổ chức được một bữa tiệc để mừng trăm năm hạnh phúc cho các cháu. Vậy trước khi nhập tiệc, tôi xin mời tất cả các quý vị chúng ta cùng hợp ý dâng lên Thiên Chúa, xin Chúa chúc lành cho bữa tiệc hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Vâng, xin kính chúc các quý vị một bữa tiệc ngon miệng. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, cho phép Minh Tuấn xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến sự hiện diện quý báu của toàn thể quý vị buổi trưa ngày hôm nay tại tư gia hội nhà trai để chúc mừng cho buổi lễ tân hôn của chú rể Tiến Thành, sánh duyên cùng cô dâu Huyền Trúc. Và thay lời đến từ em bên gia đình, cô dâu và chú rể, ban tổ chức chúng tôi là những người tô điểm cho ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể thêm đong đầy. Dịch vụ tiệc cưới Dung Trinh, anh em ban nhạc Ngọc Ân xin được gửi đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, sự kết hợp tuyệt vời nhất trong lịch sử loài người đó chính là tình yêu. Và trải qua bất kỳ thời đại nào thì tình yêu vẫn luôn là một đề tài muôn thuở của văn chương và thơ ca. Khác với một câu hát ví von rằng một là duyên, hai là nợ và ba là tình, nó đưa đẩy chúng mình phải chung sống với nhau. Thì nhạc sĩ Vũ Thành An lại viết về tình yêu một cách rất giản dị. Yêu nhau cho nhau nụ cười, thương nhau cho nhau cuộc đời, mà đời đâu biết đợi để tình nhân kết đôi. Và kính thưa quý vị, được sự cho phép của chính quyền địa phương cũng như sự thống nhất của hai bên gia đình ông Mai Quốc Phương và bà Trần Thị Vân đến từ thôn 8 xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông là thân sinh của chú rể Mai Tiến Thành. Chung cánh tiệp hồng kết tình thông gia với gia đình ông Phạm Quốc Việt và bà Nguyễn Ngọc Tuyền đến từ thôn 5 xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Huyền Trúc. Và đã chọn hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2023 nhằm ngày 30 tháng 4 năm Quý Mão tại tư gia để tổ chức một buổi tiệc tân hôn chúc mừng cho lễ tân hôn của chú rể Tiến Thành, sánh duyên cùng cô dâu Huyền Trúc. Và đó cũng chính là lý do chính của buổi tiệc trưa nay. Và rất mong toàn thể quý vị có mặt buổi trưa ngày hôm nay cùng với gia đình hãy chúc mừng cho hai bên gia đình và cô dâu chú rể bằng một tràng pháo tay thật lớn nhé. Vâng, và thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng hướng mắt về phía cổng hoa và lối đi chính của hôn trường.
để chào đón lên sân khấu đôi bên đường đẹp nhất, hạnh phúc nhất và lộng lẫy nhất trong ngày hôm nay. Xin mời chú rể Tiến Thành cùng với người vợ thương yêu của mình tay trong tay tiến về sân khấu tình yêu. Vâng, những giây phút tuyệt vời trong ngày đang qua hạnh phúc của con dâu và chú rể. Và quý vị hãy dành cho đôi bên đường một tràng pháo tay thật lớn nha. Xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến về sân khấu ra mắt toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Sao không cho nó ở hai bên này, hai con lân? Vâng, và kính chúc quý vị hiện diện trên sân khấu tình yêu lúc này là đôi tân đăng và tân gia nhân đẹp nhất trong ngày hôm nay. Chú rể Tiến Thành cùng với cô dâu Huyền Trúc. Và để thay lời cảm ơn đến toàn thể quý vị buổi trưa ngày hôm nay đã dành chút thời gian đến để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Ngay sau đây xin mời đôi yêu đương cùng nâng nhẹ gót chân tiến lên một bước, có một cái cúi chào thay lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Xin mời. Kính thưa quý vị, ngày xưa vun vén cho con, ngày nay con lớn vuông tròn hiền vinh. Niềm mong ước lớn lao nhất của các bậc làm cha, làm mẹ đó là trông thấy những đứa con của mình được trưởng thành khôn lớn. Và niềm vui, niềm hạnh phúc nhất là ngày hôm nay được chứng kiến những đứa con của mình yên bề gia thất. Và đó cũng chính là lý do ngay sau đây chúng tôi xin được long trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu sự đại diện cao quý của hai bên gia đình. Về phía đại diện họ nhà trai xin được long trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu thân sinh phụ mẫu của chú rể ông Mai Quốc Phương và bà Trần Thị Vân, cùng với vị đại diện là ông cố Mai Văn Giáo cùng tiến về sân khấu. Và về phía đại diện nhà gái, chúng tôi xin được long trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu thân sinh phụ mẫu của cô dâu ông Phạm Quốc Việt và bà Nguyễn Ngọc Tuyền, cùng với vị đại diện là ông cậu Minh Đức cùng tiến về sân khấu. Vâng, xin mời về chú thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể cùng với hai vị đại diện tiến về sân khấu. Và quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón. Hiện diện trên sân khấu tình yêu lúc này là đại gia đình hạnh phúc của chú rể và cô dâu. Và tới lời đến từ ban tổ chức dịch vụ tiệc cưới Dĩnh Trung, anh em ban nhạc Ngọc Ân, chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố buổi lễ tân hôn của chú rể Tiến Thành thứ năm sánh duyên cùng cô dâu Huyền Trúc trưởng nữ được tổ chức tại Tư Gia Hội Nhà Trai trưa nay. Giờ đây xin phép được bắt đầu. Và xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng giây phút đăng quang của cô dâu và chú rể đi ạ. Và kính thưa quý vị, sự hiện diện của quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay là một niềm vinh hạnh rất lớn cho đại gia đình chúng tôi. Và để đáp lại tấm chân tình đó, ngay sau đây xin trân trọng kính mời ông cố Mai Văn Giáo, vị đại diện hội nhà trai, sẽ có đôi lời đến toàn thể quý vị trong hội trường. Xin được trân trọng kính mời ông. Trọng kính cha Lucio, kính thưa ông đại diện hội nhà gái, kính thưa các cô ông cô bà cùng toàn thể quan viên hai họ, kính thưa các quý khách gần xa cùng toàn thể bạn bè của hai cháu. Tôi đại diện cho họ nhà trai xin có lời phát biểu. Trước hết xin có lời chào đến toàn thể các quý vị, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các quý vị,
qua thời gian tìm hiểu của hai cháu đã được Thiên Chúa xe định cho hai cháu làm bạn trăm năm với nhau, và đã được hai bên gia đình cũng như hai dòng họ thống nhất ngày hôm nay ông bà ông Trùm Phương tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Vậy được sự quan tâm yêu ái của các quý vị, đặc biệt là quý vị họ nhà gái cùng tháp tùng với lại đoàn đón dâu của họ nhà trai, chúng tôi đưa cháu về đây để cùng chung vui cái ngày hạnh phúc của hai cháu hôm nay. Và các quý khách cũng đã đáp lại lời mời của ông bà ông Trùm Phương cùng về chúc vui buổi tiệc mừng cho hai cháu trong ngày hạnh phúc hôm nay. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng khấn khởi, cũng không biết nói gì hơn. Trước hết xin được kính chúc cha Lucio cũng như các quý vị toàn thể quan viên đại họ cũng như toàn thể các quý khách được bằng an mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và cũng chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc, được sống mãi bên nhau đến trọn cuộc đời, biết làm tôi Thiên Chúa và sống đạo hiếu với cha mẹ ông bà tổ tiên của hai họ. Ông cũng chúc cho các cháu được thêm nhiều hạnh phúc và trong cuộc sống được luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Và cuối cùng tôi xin kính chúc toàn thể các quý vị qua buổi tiệc hôm nay được gia đình được bình an mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, và xin được cảm ơn quý đại diện họ nhà trai rất nhiều, ông cố Mai Văn Giáo. Và kính thưa quý vị, để tiếp lời thì ngay sau đây xin trân trọng kính mời ông cậu Minh Đức, vị đại diện họ nhà gái, cũng có đôi lời đến toàn thể quý vị trong hội trường. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa sự hiện diện của cha, kính thưa quý chức đạo đời, kính thưa vị đại diện của Nam tộc, cũng như toàn thể quý khách hiện diện trong bữa tiệc tân hôn ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin cho phép chúng tôi được thay mặt cho nhà gái xin kính gửi đến toàn thể quý vị lời chào rất trân trọng. Và kính thưa vị đại diện Nam tộc, chúng tôi xin được cảm ơn theo lời mời của vị Nam tộc của chúng tôi được đưa đón cháu của chúng tôi về đây để làm tôi, làm vợ của cháu Thành, làm tôi con cháu của quý vị trong Nam tộc. Và hồi xưa người ta nói rằng thân em như tấm lụa đào phất phơ giữa chợ chẳng biết vào tay ai. Thế thì ngày hôm nay chúng tôi biết chắc rằng con cháu chúng tôi đã được vào một cái nơi mà chúng tôi rất là nghĩ rằng rất yên trí, rất yên tâm. Bởi vì trong sự yêu thương các cháu ngày hôm nay đây là đầu tiên, có lẽ là rất bỡ ngỡ, rất bơ vơ. Mặc dù trong niềm yêu thương của ông bà cha mẹ thì rất mong muốn cho các cháu làm tròn cái nhiệm vụ của mình, song với tuổi tác rất còn nhỏ, mong rằng ông bà, quý vị Nam tộc ở đây giúp đỡ, dạy dỗ, bảo ban thêm để cháu thực hiện tốt vai trò của mình là con là cháu của dòng tộc hôm nay. Và chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn vị đại diện Nam tộc cũng như toàn thể quý cụ, quý ông bà trong Nam tộc đã dành cho chúng tôi một sự tiếp đón hết sức là yêu thương, tràn chứa tình cảm. Và cuối cùng xin gửi đến cha cũng như toàn thể quý khách kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Vâng, quý vị có thể dành cho hai vị đại diện hai bên gia đình một tràng pháo tay được không quý vị ơi? Và xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu hết sức tuyệt vời của hai vị đại diện hai bên gia đình rất nhiều. Và trước khi trở về bàn tiệc chung vui cùng với hai họ, xin mời hai vị đại diện cùng tiến lên một bước. Chúng ta sẽ có một cái bắt tay để lưu giữ lại những khoảnh khắc kết chặt mối tình thông gia kể từ ngày hôm nay. Một tràng pháo tay được không quý vị? Vâng, xin được cảm ơn hai vị đại diện của hai bên gia đình rất nhiều. Kính thưa quý vị, rượu sâm banh thể hiện cho hạnh phúc, bánh tân hôn thể hiện cho ấm no. Hai món quà này cũng muốn nhắc nhở chú rể và cô dâu hãy luôn kề vai sát cánh bên nhau, tạo dựng một cuộc sống thật ấm no và hạnh phúc. Và ngay bây giờ, xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến lại cắt bánh kem trong ngày vui, ngày hạnh phúc. Quý vị đã
đã chứng kiến cô dâu và chú rể đang tay trong tay làm một việc rất quan trọng, cắt bánh kem trong ngày lễ tân hôn. Tình yêu sẽ xua đi sự cô đơn, sự trống trải, sự lạnh lẽo trong cuộc đời và hiện hữu trong hai tâm hồn trẻ là mơ ước về hạnh phúc của một mái ấm gia đình. Và tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến lại khui diều sân bay ngày cưới. Yêu nhau, cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay. Tình ta nhân cưới cho tay, đói nói chung chịu, dựng xây chung lòng. Hôm nay nên vợ nên chồng, ông tơ bà nguyệt xe hồng duyên ta. Rồi cây kết trái đường hòa, giúp vợ hạnh phúc vỡ hòa niềm vui. Chúng tôi những người thực hiện chương trình cũng là toàn thể quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay đều cầu chúc cho những điều hạnh phúc nhất, những điều ngọt ngào nhất sẽ đến với tổ ấm bé nhỏ của chú rể Tiến Thành và cô dâu Huyền Trúc. Và toàn thể quý vị có mặt buổi trưa ngày hôm nay hãy chúc mừng giây phút đăng quang của cô dâu và chú rể bằng một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Kính thưa quý vị, diều hồng dâng kính mẹ cha, một là đáp nghĩa, hai là báo ân. Và trước tiên xin mời cô dâu và chú rể hãy dâng kính những ly rượu hiếu, rượu thảo lên thân sinh phụ mẫu của chú rể.
Chú rể chân thành cảm ơn những món quà đến từ giáo lý viên, giáo sư Tiên Cơ cùng với ca đoàn đầu tiên mà đã bước vào đời. Mà hôm nay tôi bước lên giáo sư Tiên Cơ thì tôi cũng rất là cảm động khi tôi bước vào nhà thờ. Đúng là một lần đầu tiên tôi bước vào nhà thờ tôi thấy rất là ấm áp và rất là đẹp. Tôi cảm nhận được khi tôi hỏi thì lại là bổn mạng Thánh Phêrô và Phaolô. Thì hôm nay tôi cũng mừng trước, chính là ngày 29, còn 11 ngày nữa thì nay tôi sẽ hát bài mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô Phaolô để mừng tất cả giáo xứ Nhân Cơ trước đi. Và tôi xin được phép tất cả chúng ta. Lâu rồi tôi cũng quên đây thì phải coi lại. Chúng con bên yêu thật lòng.
tin hằng nồng, tin hồng rồi nở. Tin phù du chúng ta sắp luôn tiên qua, tin chung tiên qua cùng tin qua. Lời tên thân về cảm ơn
xanh quê tổ tôi tình mười năm rồi anh bơ vơ ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ một người đi quên neo về người tình ơi sao vẫn chờ sao vẫn đợi chờ tình anh cho buồn tuổi dài cuộc vui rất là dài, nhưng mà có một số vị cha bác tuổi tác hơi lớn ngồi hơi mệt, thành ra coi như đại khái là giờ đây chúng tôi xin phép vì đại diện hò nhà gái được cảm ơn sự đón tiếp rất nồng hậu, sự nhiệt tình và một cái buổi tiệc liên hoan thật vui. Và giờ đây chúng tôi là xin phép vì đại diện hò nhà trai cũng như toàn thể quý vị được rời gót về nhà. Một lần nữa chúng tôi xin gửi gắm lại người con cháu của chúng tôi lại đây với dòng tộc Nam tộc, và ngày hôm nay là ngày bắt đầu cuộc sống mới của cháu. Mong rằng các vị trong tinh thần yêu thương sẽ giúp đỡ dạy dỗ các cháu để các cháu mỗi ngày
thực hiện rất tốt cái nhiệm vụ là con cháu của mình. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn vị đại diện Hội Đàn Trai cũng như toàn thể quý tộc Nam tộc, xin chân thành cảm ơn. Vâng, qua lời cáo từ của vị đại diện Hội Đàn Gái, chúng thầy cũng rất lấy làm vui mừng và phấn khởi hôm nay quý họ nhà gái cùng về chung vui với họ nhà trai chúng tôi trong bữa tiệc mừng tân hôn hôm nay, thật là trọn vẹn và vui vẻ. Chúng tôi rất lấy làm vui mừng phấn khởi trong cái bữa tiệc vui này. Nhưng mà chắc chắn họ nhà trai chúng tôi cũng không khỏi có những cái thiếu sót. Nếu có cái điều gì sai sót thì mong quý họ nhà gái cũng thông cảm bỏ qua. Và cũng trước khi quý họ nhà gái ra về, tôi đại diện cho họ nhà trai xin kính chúc các quý vị thượng lộ bình an. Và chúc quý vị gia đình được tràn đầy hạnh phúc trong niềm vui trong cuộc sống. Và cũng kính thưa các quý khách, tiệc vui hôm nay chúng ta vẫn còn đang tiếp diễn. Để xin quý khách chúng ta cứ tiếp tục vui. Tôi vừa được tin ông chủ nói rằng là sẽ vui cho đến 4 giờ chiều. Để chúng ta cứ tiếp tục, cứ ngồi vui nhá. Rồi cũng xin cảm ơn vị đại diện họ nhà gái cũng như quý họ nhà gái. Bài học sao bác có mặt trong hội trường hôm nay là người chào thân thiện nhất. Và bây giờ mà hôm nay là ngày vui của các cháu, con đang chỉ muốn nói chúc cho hai đứa được trở thành hạnh phúc. Và các cháu của cậu ở bao là chúng tôi nó đánh thì về nó mau mà nó anh hiểu được đắc nông mà đắc nở lắm mà bà đội nhà các cháu của cậu ở đắc nở lắm đâu tất cả những bà đội nhà bây giờ các bạn trẻ ơi, bây giờ là từ nãy nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc đen thì sung rồi. Bây giờ mình hát nhạc